Vâng thưa bác, thì đây là chiếc xe Lacetti nhá. Em sẽ vào các động tác cho các bác xem này. Cam lùi này, đúng không ạ? Em sẽ lùi lại và em sẽ quay ra kia để em đi test được trường cho bác xem. Chỉ trong vòng 1 phút thôi, em sẽ test cho bác xem mức độ chạy như thế nào, đúng không ạ? Đấy, rất chất lượng luôn cho một chiếc Lacetti. Ok ạ. Đấy, thì bây giờ em sẽ đóng số 1, đúng không ạ? Và test cho các bác nhé. Đấy, xe chạy rất chất luôn, rất chất luôn các bác nhé. Máy cực khỏe, lên cực nhanh. Thấy không ạ? Đấy, máy cực khỏe và lên cực nhanh nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này chạy gia đình thì hãy nhanh chóng alo trực tiếp cho em Sơn Hồng Địa. Mẫu chạy cực sướng luôn. Chiếc này thì nó là cái dòng xe mà đặt bền bỉ lành nặng và máy số êm nhá, gầm bệ chắc chắn. Đấy, chất lượng luôn cho một chiếc xe này. Màn hình cam lùi đủ hết rồi. Đấy, bác nào đang có nhu cầu thì có thể alo cho em nhé. Và sau đây thì em sẽ quay chi tiết chiếc xe này. Em lại vừa về một mẫu xe nữa đây. Vâng các bác ạ. Thì với những mẫu xe mà chỉ có hơn 100 triệu một tí như thế này thôi thì đi nó rất là ok luôn. Nó cũng chỉ hơn con xe máy một chút thôi nhá. Đấy các bác này, hai đầu này, rồi thì dáng sedan nhá. Đấy, một chiếc xe màu bạc biển 23. Em là Xuân Hùng, chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc và có địa chỉ giao dịch tại thành phố Hải Dương. Bác nào đang có nhu cầu mua bán ô tô cũ có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0896 108 883. Em luôn luôn là phục vụ quý khách hàng và bán xe giao xe tận nhà cho quý vị các bạn. Em vừa về thêm mẫu xe hai đầu giá rẻ này nữa. Đây là chiếc xe Lacetti đời 2008 với phiên bản số sàn xe máy 1.6 và màu bạc. Xe thì mới đăng kiểm xong, cũng như là xe này thì không có chạy dịch vụ taxi một ngày nào. Là chiếc xe tư nhân từ đầu, không chạy dịch vụ taxi ngày nào. Và mẫu này thì em đang bán cho các bác hơn 100 triệu một tí thôi. Đấy, các bác có thể xem qua một vòng xung quanh này. Nếu như cái chiếc xe này mà các bác mua về đi gia đình thì cũng rất là tuyệt vời, rất là ok luôn. Bởi vì nó là cái dòng xe mà lành nặn, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là giá rất là ok và hợp lý luôn. Đây là mẫu xe mà có thể rút hồ sơ sang tên đổi chủ được, vì chiếc này là chiếc xe tư nhân các bác nhé. Đây là xe tư nhân. Phiên bản này thì rất nhiều trên thị trường và nó rất là đầm chắc, máy 1.6 thì tiết kiệm nhiên liệu thôi, nó cũng chỉ đâu đó tầm 7 lít cho đến 7 lít rưỡi các bác nhé. Một chiếc xe từ đầu là tư nhân, không có đâm đụng va chạm gì, keo chỉ thì cũng còn khá là nhiều và ngon đúng không ạ? Cũng như là các cái đinh tán cái nhà máy là ok luôn. Đấy các bác nhé. Đây ạ, vô lăng đây cũng còn khá ok và nội thất đẹp. Nội thất đẹp, táp ly táp lô rất là chuẩn chỉ luôn. Xe được trang bị màn hình cam lùi cỡ lớn rồi. Đây này các bác này. Đấy, màn hình cam lùi cỡ lớn nhá. Em sẽ cho các bác trải nghiệm luôn cái màn hình cam lùi này. Màn hình 9 inch to và rất là led luôn. Đây ạ các bác nhá, có thể vào cam lùi led căng luôn. Đấy, chúng ta có thể soi xa hàng trăm mét được. Đấy, đi lại rất là ok và tiện lợi. Và các bác nếu như mà có nhu cầu mà đi xe mà muốn xem ca nhạc thì nó rất nhiều cái chức năng các bác nhá. Đấy, YouTube rồi thì tất cả đây. YouTube này, rồi thì như Google Maps này, đầy đủ hết các bác nhá. Không thiếu một cái gì luôn. Nó giống như một cái điện thoại đấy. Được chưa? Đây có cả gọi điện trong đây luôn này. Đấy, các bác nhá, cả gọi điện trong đây luôn. Đây, cả chế độ tìm iPhone này nhá, chế độ tìm iPhone thì rất là tiện lợi cho một chiếc màn hình này. Ok ạ. Xe thì đầy đủ hết rồi, không thiếu một cái gì. Máy số thì êm ru. Điều hòa mát, đăng kiểm con này đến tháng 6 2023. Vâng thưa bác, thì đây là một mẫu xe chỉ có hơn 100 triệu tí thôi là chúng ta đã sở hữu được chiếc này rồi. La răng đúc nhá, la răng đúc đây. Và các bác có thể xem bên trong một chút thì nó không bị han mòn. Đấy, được chưa? Không han mòn nhá, từ trên xuống dưới không han mòn này. Quá ok. Chất lượng như cho một chiếc xe Lacetti 2008 và mẫu này thì em đang gửi tới cho các bác với giá là 125 triệu đồng. Giá trên có bao hồ sơ. Các bác nhá, có bao hồ sơ. Còn vận chuyển thì nếu như ở gần thì em sẽ vận chuyển cho các bác. Còn nếu các bác mà không có nhu cầu mà rút hồ sơ thì em sẽ bớt thêm cho bác một chút nữa để các bác mua về đi lại gia đình. Được chưa? Trần thì còn nguyên bản như thế này. 2008 thôi nhá. Mẫu xe cực kỳ đẹp, sạch sẽ. Mắt đèn còn đẹp, còn sáng này. Lacetti có cam lùi đây các bác này. Biển 23 là biển Hà Giang. Được chưa? Biển Hà Giang nhé. Hà Giang Tuyên Quang, đây là xe ở vùng cao cho nên là không bị mục mọt. Các bác có thể xem trực tiếp luôn. Đây ạ. Nhá, không bị mục mọt gì luôn ạ. La răng đúc và lốp thì cũng còn khá dày dặn, đi lại thoải mái. Màu bạc thì nó rất là nhã nhặn cho các bác luôn. Nhá, keo chỉ gần như là zin đét hết, không mất một phân keo chỉ là.
máy số chất gầm bệ con này thì ok rồi, chạy rất là khỏe luôn nhá. Đấy, chạy rất khỏe luôn các bạn. Những chiếc xe này thì em sẽ test đường trường cho các bác trong video nhé. Một lát nữa em sẽ test đường trường các bác trong video để cho các bác yên tâm, được chưa? Đấy, máy số con này thì êm ru và đa xe đang nổ máy luôn nhá. Xe đang nổ máy rất là êm, rất là đẹp, rất là chất lượng, được chưa? Rất là chất lượng luôn. Một chiếc xe mà chỉ có đời 2008 thôi, 125 triệu đồng. Các bác có thể xem đây. Đấy, đây là đăng kiểm đến tháng 6 2023. Mắt đèn còn rất sáng đây các bác ơi. Mắt đèn sáng, đã dán phí tự động rồi nhá. Đấy, dán tem phí tự động rồi, nguyên zin luôn, máy số chất cầm bệ ngon này. Vâng thưa bác, thì là một chiếc xe chỉ có hơn 100 triệu thôi, thì chúng ta đi chiếc này cũng rất là ok. Và đây em sẽ nổ giật cái cabo để cho các bác xem máy nhé. Lasati là một dòng xe hai đầu lành lặn. Đấy các bác ạ, hai đầu lành lặn luôn, sạch sẽ gọn gàng cho các bác đây ạ. Đây nhá, máy êm ru, có thấy ạ, máy êm ru và khô ráo, không có bị dầu mỡ gì chảy ra cả nhá. Máy số cực kỳ ngon lành luôn và keo chỉ nguyên zin. Vâng nhá, keo chỉ nguyên zin này. Đây. Đấy, keo chỉ nguyên zin luôn nhá, không mất phân keo chỉ nào. Máy số thì êm ru và chạy cực kỳ khỏe thôi nhá. Chạy cực kỳ khỏe luôn cho các bác. Vâng thưa các bác, thì đây là mẫu xe sedan hai đầu, một chiếc xe giá rẻ đời 2008 mà em Xuân Hùng đang bán cho các bác với giá chỉ có 125 triệu đồng thôi. Giá này thì các bác yên tâm là mua về là cứ thế mà đi thôi, không phải sửa chữa gì nữa nhá. Vâng, bác nào đang có nhu cầu mua thì có thể alo trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.